to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bây giờ theo em đúng không em? Bây giờ gọi là cái này mới lộ từ thật đấy. Cái chương trình á bắt đầu là bây giờ sẽ lướt, sau đó thổi nến, sau đó là ngửi bánh, ngửi bánh, các bạn ngửi bánh nữa. Bắt đầu cắt bánh. Bắt đầu ướp. Ướp. Úi giời. Chinh người bánh, 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 người bán